Chào mừng khán giả đến với Khánh Hòa, đến với những kỳ quan thiên nhiên mà ngay cả người dân Khánh Hòa còn chưa biết tới. Khi mới đặt chân tới đây, Nếm đã rất bất ngờ với cảnh sắc thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Các bạn đừng vội bỏ qua video, bởi chính các bạn sẽ là một trong những người may mắn được biết đến nơi đây. Nào, lên đường tới Khánh Hòa thôi nhé. Nếu đi từ Phú Yên qua, các bạn nhớ ghé con đường cát khu vực bãi biển Hòn Gầm. Con đường này siêu vắng và siêu đẹp. Thậm chí cách đây vài ngày, một đàn cá heo vài chục con cũng đã ghé thăm biển Hòn Gầm này đấy. Mọi người nhìn xem, thật thú vị phải không nào? Hi, xin chào mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nếm TV. Ngày hôm nay thì mình đang ở tỉnh Khánh Hòa, nhưng mà có một cái địa danh này khá là hay ho, nhưng mà vẫn còn ít người biết tới, tại huyện Ninh Hòa, đúng không em? Ngày hôm nay thì chúng ta đang gặp lại một cô gái rất là xinh xắn. Mình thì được vô tình ở quen Min cách đây tầm 5 năm, thì được bạn ấy dẫn đến cái bãi ôm mà mình cũng đã hai lần quay ở bãi ôm rồi. Ngày hôm nay thì may mắn cho mình được đồng hành với những cô gái xinh đẹp để đưa mình tới cái địa điểm ngày hôm nay. Nó có tên là Hồ Vô Cực hả em? Hồ Vô Cực Ninh Hòa mọi người nhá. Mọi người hãy đón xem clip này, bởi vì đây sẽ là một trong những, có thể là clip đầu tiên chia sẻ trên mạng xã hội về địa danh này. Trên mạng họ đã chia sẻ cái này bao giờ chưa Trang? Họ đã quay chỗ này bao giờ chưa? Để mà đi lên được cái Hồ Vô Cực ấy, chúng ta sẽ trải qua một cái cánh rừng nguyên sinh thế này. Đi dọc đường biển từ chỗ thị xã Ninh Hòa vào trong này ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những cái bãi biển đẹp, và thậm chí là có những cái bãi biển mà chúng ta có thể cắm trại lại. Lát nữa sau khi mà rời đây thì mình sẽ thử ra một cái chỗ nào đó để bay flycam cho mọi người thấy là cái biển ở đây nó trong như nào nhá. Ôi dồi, cái con đường mà dẫn từ dưới chỗ đỗ xe lên trên này nó cũng không quá xa. Mọi người cứ men theo bên bờ suối, với cái đường mòn như thế này thì sẽ tới được. Những cô gái đang di chuyển hết sức khó khăn. Đấy, mọi người thấy không? Để review một cái nơi mà ít ai quay như thế này, đầu tiên là sẽ phải có sự trợ giúp của người dân địa phương, và thứ hai là chúng ta sẽ phải bỏ công bỏ sức ra để khám phá. Vì vậy nếu mọi người mà thấy thích sự nhiệt tình của các cô gái ở Ninh Hòa này thì nhớ là chia sẻ video nhá. Min nhờ. Cảm ơn em đã dẫn anh đi bãi ôm rất là đẹp. Yeah. Có vẻ như chúng ta sắp tới ở cái hồ đây rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, muốn được qua được cái hồ đấy thì các bạn sẽ phải đi từ bên phải, sau đó lội suối và băng qua trái thì chúng ta mới lên được cái hồ đó. Hơi tiếc một điều là ở đây khá là nhiều rác. Có thể là các khách du lịch khi mà lên đây trải nghiệm thì ngại đem rác về nên bỏ lại. Lát nữa thì chúng ta sẽ xử lý sau nhá. Đi được nửa chặng đường thì thấy chúng ta thấy một cái thác là rất là đẹp như thế này. Cơn thác này thì mình thấy là nó cao tới tận đo bằng sải như thế này thì nó rơi vào tầm hơn 20m, 25m. Nó đổ từ trên xuống như thế này rất là đẹp, tạo ra một cái khung cảnh quá tuyệt vời luôn. Và tại đây thì có lẽ là các du khách hoặc là người dân địa phương khi mà tới đây trước đã tạo ra một cái xích đu trên này để chụp hình rất là đẹp hoặc là quay. Tuyệt vời, nó giống như là một cái bồn tắm đứng khổng lồ mà mình đã từng review rất nhiều những con thác khác của Việt Nam. Nhìn qua thì thấy là đá ở đây rất là nhẵn nhụi, không hề có những cái khối đá nhỏ răm. Vì vậy là đây cũng sẽ là một cái yếu tố tốt để chúng ta tắm ở đây. Bởi vì là những cái nơi mà thác mà có rất nhiều những cái đá răm nhỏ xuống ấy thì rất là sợ mùa lũ nó sẽ trôi và bắn vào các du khách. Tuyệt vời. Ôi, từ đây chúng ta nhìn thấy cái biển ở dưới Vịnh Vân Phong quá đẹp luôn.
Chặng đường tiếp theo thì chúng ta sẽ phải trải qua cái vách đá núi dựng đứng này. Có lẽ là mình sẽ bỏ lại dép để leo bộ lên trên này cho nó có cái độ bám cao. Càng lên cao thì chúng ta đang thấy là biển cực kỳ xanh luôn. Cái biển này thì ở ngoài Hải Phòng mình không thể nào mà có được. Quá đẹp luôn. Trời ơi, thực sự rất rất đẹp. Ôi, biển đẹp quá. Nhưng mà thôi, hôm nay mình đi suối. Let's go, cẩn thận nhá. Ôi, các bạn hãy thả like, thả tim, chia sẻ video này để ủng hộ ba sự nỗ lực của ba cô gái. Đây, vách đá núi dựng đứng này. Bỏ ba lô ra, Wow, quá đẹp. Ôi, con đường này thật sự là đẹp dã man luôn con ngan. Nhưng mà trông hơi mạo hiểm một chút. Bình tĩnh nhá mọi người, đi bình tĩnh nhá. Con đường này thì không quá khó, nhưng mà chúng ta phải bỏ công và bỏ sức để trèo. Nhưng mà phải trèo hết sức cẩn thận, bởi vì bên này là vực đá cao. Trời mưa các bạn không nên đi nhá. Tới rồi. Đúng là chỉ có nhờ có thổ địa thì mình mới biết được một cái chỗ hay ho như này. Đẹp quá. Đây nè, mọi người hãy nhìn xem. Nó giống như là một cái bồn tắm và hướng thẳng ra biển như thế này. Bể bơi vô cực. Rất đẹp luôn. tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ nhường chiếc flycam yêu dấu của mình để ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất ở đây nhá. Mọi người hãy chia sẻ clip để Khánh Hòa có thêm được những cái địa danh khác mà các du khách thông thường không hề hay biết nhá. Chắc chắn là cái chỗ này sau khi mà mình đăng tải lên trên mạng thì sẽ có nhiều du khách lựa chọn Ninh Hòa, bởi vì biển đây xuất sắc không kém gì Nha Trang cả. Là phải trải nghiệm thôi ạ. Sau khi mà rời bể bơi vô cực ở một cái con suối bí mật, cái con đường mà ra chỗ với cả Ninh Vân thuộc huyện Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, thì Min và Trang đã dẫn mình tới một cái sống lưng khủng long ở trên biển như thế này. Mà nó rất là đẹp, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng flycam xuống nhìn những cái khối màu nó xuất sắc luôn. Thậm chí ngay đằng sau lưng mình đây, các bạn có thể thấy là những cái vách núi này nó có cả những cái đốm màu xanh do cái cỏ biển ấy, rất là đẹp luôn. Cái chỗ này thì gọi là gì ở Min ấy? Dạ, sống lưng khủng long. Sống lưng khủng long à? Khủng long bị Trà Mau, chắc vậy. Từ đây thì chúng ta nhìn sang bên kia, đó chính là cái phía mà có mũi cực đông của Việt Nam. Hy vọng là qua clip này thì mọi người sẽ yêu mến Ninh Hòa cũng như là yêu mến tỉnh Khánh Hòa. Và mong là mọi người hãy tới đây du lịch. Cái chỗ này nếu mà mình check trên bản đồ, nó là hòn Mỹ Nga. Mỹ Ngang. Hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo nhá. Cảm ơn Min. Cảm ơn Hà. Cảm ơn Trang nhá. Những cô gái xinh đẹp của chúng ta, nếu mà có muốn mình đồng hành tiếp tục với những cô gái này tại Ninh Hòa hay là mảnh đất nào đó ở Khánh Hòa thì hãy để lại trong phần comment nhá. Nhớ chia sẻ clip, like, share và đăng ký để nhận được những hành trình mới nhất nhá. Về thôi. Nào, yo, về thôi mọi người. Đi. Let's go.